Vâng, rất vui được chào đón các bạn đến với khóa học Python Excel dành cho người đi làm. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thái Sơn và là một trong ba giảng viên chính của Copra Team. Như các bạn đã biết ấy, thì khóa học Python Excel khá là lẫn lẫn đối với nhiều người, bởi vì đối với các anh chị em làm văn phòng thì chỉ biết đến cái phần mềm Office Excel chuyên về bảng biểu, tính toán dữ liệu, lưu trữ dữ liệu. Thế còn Python thì sao? Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, rất dễ học, dễ đọc và dễ nhớ. Python phù hợp với các anh chị em mới bắt đầu học lập trình. Python ứng dụng được rộng rãi trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, ví dụ như làm web, với điên Go, làm game, với vi game, hay là máy học, machine learning, hay là trí tuệ nhân tạo AI. Và đặc biệt, Python rất mạnh trong việc xử lý và phân tích dữ liệu, dùng thư viện Pandas và LaMDA. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái ngôn ngữ Python này ứng dụng vào trong Excel. Ví dụ như hàng ngày các bạn phải làm những công việc thao tác thủ công lặp đi lặp lại thì Python sẽ giúp các bạn tự động hóa các công việc đó chỉ trong vòng vài giây, hay là các hàm công thức trong Python rất nhiều và khó nhớ thì các bạn có thể tự viết ra những cái hàm số cho riêng mình. Các bạn cũng có thể tạo ra những cái ribbon trên thanh công cụ để phục vụ công việc của các bạn tiện lợi và nhanh nhất. Và sau khi các bạn đã có những kỹ năng về lập trình Python rồi thì các bạn hoàn toàn có thể viết được những cái phần mềm, những cái ứng dụng, ví dụ như phần mềm quản lý thu chi, phần mềm quản lý kho, hay là phần mềm quản lý nhân sự và in phiếu lương hàng loạt, và rất nhiều phần mềm khác nữa. Với đa số các bạn đang đi làm ấy thì rất bận rộn với khối lượng công việc rất nhiều thì hầu như không có thời gian để mình học thêm những kỹ năng mới. Cộng với việc các anh chị em tránh ngành học lập trình tuổi toàn 30-40 rồi, đó là những trở ngại khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu các bạn kiên trì học liên tục trong vòng 2 tháng, mỗi ngày các bạn dành từ 2-3 tiếng để thực hành, cộng với phương pháp học đúng, kiên trì và chịu khó tương tác với giảng viên, thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cái kiến thức của mình học được để tự động hóa cho công việc. Tại sao mình lại có thể nói được như vậy? Bởi vì chính mình, bản thân mình và đội ngũ Copra Team thì đều là anh em trái ngành và trên 30 tuổi mới học lập trình. Mình đúc kết được là để học lập trình được hiệu quả nhất và nhanh nhất ấy, thì đó là phương pháp học đúng, chứ không phải là tuổi tác hay là đúng ngành hay trái ngành. Và cách học của mình ấy, là các bạn xem video bài học từ 1-3 lần để nắm được nội dung cũng như kết quả cuối cùng của bài học. Các bạn yên tâm là các cái video đã được chất lọc rất kỹ càng và rất ngắn, chỉ tầm 3-5 phút mà thôi. Sau đó thì ở mỗi cái bài học đều được đính kèm script Python để cho các bạn thực hành. Các bạn cứ tiến hành thực thi code để cho ra kết quả trước đã. Sau đó thì các bạn mới đi tìm hiểu các cái dòng code có nội dung, có ý nghĩa và tác dụng như thế nào. Và các bạn cũng tìm hiểu các cái kiến thức tương quan, ví dụ như vòng lặp for, vòng lặp while, hàm điều kiện if else, hay là một số hàm như là hàm map, hàm set, hay hàm split, hàm join. Các bạn cũng tìm hiểu các cái kiểu dữ liệu như là kiểu dữ liệu string, kiểu dữ liệu list, hay là kiểu dữ liệu từ điển dictionary là gì. Sau khi các bạn đã nắm được tương đối các cái kiến thức rồi thì các bạn áp dụng được ngay những kiến thức đó vào trong công việc hàng ngày của các bạn để thực hành. Mới đầu thì có thể các bạn chưa làm được đâu, tuy nhiên các bạn cứ mạnh dạn gửi các cái đề bài đó lên group để cho đội ngũ giảng viên hỗ trợ và tìm ra phương án giải quyết bài toán. Với cách học này thì rất nhanh chóng các bạn nhớ được kiến thức rất lâu mà lại áp dụng vào trong công việc, giải quyết luôn được công việc của mình. Các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, tăng năng suất công việc, nâng cao thu nhập và có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Cuối cùng, mình xin chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học Python Excel dành cho người đi làm.